Tối mà nằm xem phim là không bao giờ có thể thiếu đồ nhắm được luôn. Hôm nay hãy cùng tôi làm hai món ngọt để vừa nhâm nhi và vừa xem phim nha. Món đầu tiên là caramel crouton hay còn gọi là bánh mì caramel bơ đường. Món này thì mình cần những nguyên liệu đơn giản mà nhà ai cũng có thôi. Mọi người cắt bánh mì ra như thế này cho vào chảo đảo. Đến khi bánh mì vàng giòn thì cho ra một cái đĩa. Tiếp tục mình làm đến phần nhân caramel nha. Trong này có đường này, một chút nước. Sau khi mà đường tan hết thì mình cho thêm bơ và cả sữa tươi nữa. Đun cái phần sốt này cho đến khi kẹo lại. Sốt caramel có màu hơi nâu nâu, xìn xịt và thơm ơi là thơm thì là được rồi. Sau đấy thì mình cho hết cái bánh mì mà mình đã làm từ ban đầu vào. Bạn này nhớ đảo nhanh tay nha, không cái sốt này nó dính lắm luôn ý. Tiếp theo là mình làm thêm một loại đồ uống khá là nổi ở Singapore. Cái này gọi là Milo Dinosaur nha. Lớp đầu tiên là pha bột Milo với nước nóng, nhớ pha đặc vào nha. Cho thêm vào đây đá rồi đổ tiếp sữa tươi vào. Lớp trên cùng thì mọi người rắc một chút Milo nha. Hai món này vừa nhanh vừa dễ làm phải không nào? Cái bánh mì caramel thì giòn rụm luôn. Cái lớp caramel gần giống kẹo ăn Belibe ấy. Nó ngậy ngậy béo béo mà thơm lắm luôn. Milo thì nhạt nhạt vì mình không cho đường nên uống không hề bị ngấy đâu.